Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Giống như lời hứa hôm bữa, mình đã từng nói là sẽ sáng tạo làm ra một cái bàn pizza mini. Thì hôm nay cả team mình đã chuẩn bị sẵn hết tất cả các nguyên liệu rồi. Thì chỉ còn tiến hành thôi, sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cái cách chế tạo ra bàn pizza tại nhà luôn, các bạn có thể chơi được. Nhưng bây giờ anh hỏi mấy đứa muốn chơi pizza phân hay pizza lỗ? Pizza lỗ. Rồi, pizza lỗ cho dễ chơi. Ôi, cái bàn nặng quá đi đó ha. Anh đừng nói với em là anh hy sinh cái bàn làm gì của anh để làm bàn pizza nha. Phải có đầu tư, hy sinh thôi các bạn ạ. Đây, quay cho các bạn xem, đây là cái bàn làm việc thật sự của mình. Phía bên trong này đồ mình còn chưa lấy ra nữa nè. Máy quay, dụng cụ quay phim nè. Đó, đủ thứ hết các bạn thấy không? Còn phía bên này là hồ sơ làm việc này kia cái nọ của mình nè. GoPro 7 nè, chưa kịp lấy ra luôn. Ngăn ở phía dưới này là cũng hồ sơ luôn. Chẳng lẽ bỏ bàn về đánh pizza hả anh Vinh? Rồi bước tiếp theo làm gì? Cái bàn pizza thường các bạn thấy nó là một cái màu xanh. Vì thế mà mình quyết định lựa chọn cái miếng giấy nhung này đây cho nó màu xanh, cho nó tẹp màu luôn nha. Trải xuống. Cái bàn pizza này mình làm phải thật là tỉ mỉ. Sai một ly là đi một dặm nha mọi người. Ở đây là mình sẽ rọc, rọc ở chỗ này mới để vững chắc giùm anh nha. Cắt xong cái phần này là được cái nền pizza nha các bạn. Dở ra luôn Tiếp Cường ơi. Mạnh lên, mạnh lên. Coi bộ cái bàn pizza này làm chắc tới 2-3 ngày lần này các bạn ơi. Cẩn thận từng chút luôn á. Xong. Quá đẹp luôn đúng không mấy đứa? Đã đẹp. Đây. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm cái thành pizza. Bởi vì đấm pizza thì nó phải có cái băng á bạn. Cái băng pizza đó để cho bi nó trúng vào, nó dội ra. Không có băng đánh cho bi chạy ra đây xong lọt với gạch luôn rồi sao? Hợp lý không? Quá hợp lý. Giờ mình làm cái băng pizza bằng gì đây anh? Mình quyết định lấy hai miếng mút này làm cái thành pizza nhé. Nhưng mà trước tiên thì cái này ở đây mình phải dán keo dán sắt cho nó bám dính vào cái bàn cái đã, đúng không Cưng? Nhưng chưa có dán mà Cưng làm cái thành pizza làm gì? Trời, cái miếng này dính gì trời? Cái này giống mùi cất mèo dữ trời. Chị mà cũng có thử nữa. Nặng tới đâu dán tới đó nghe các bạn. Keo dán sắt này nó mau khô lắm. Nặng keo tới đâu là mình vuốt tới đó luôn. Đây. Làm tới đâu đẩy tới đó nghe quý vị. Đẩy. Rất là tốt. Đi theo anh Vinh quay clip ghi cái gì bọn mình cũng biết làm hết á. Bàn pizza mình gọi cho khô keo ở cái miếng nền rồi. Thì tiếp theo đây là cái thành pizza. Cưng lấy cho anh cái trái thôi để anh lấy luôn cho. Đây là cái trái bóng bàn nha. Đi đây. Cái thành pizza này nó vừa đủ với cái trái bóng bàn thôi các bạn. Không có cần phải quá cao đâu. Đó, mình đẩy vào cái thành pizza các bạn thấy trái nó không có bay ra ngoài thấy không? Chỉ cần trái bóng bàn không lên ra ngoài là được rồi. Cái miếng thành này nè càng cao càng khó chơi. Mấy cái này là phải phân chia cho thiệt là kỹ nha các bạn. Chứ sai một chút là coi như hư luôn cái bàn pizza đó. Giờ nói mấy cái dấu chấm phân chia hồi nãy lại nha các bạn. Nói xong rồi lấy dao cắt ra làm thành pizza. Cắt đàng hoàng nha anh, để lệch là xong luôn đó mày. Biết rồi. Cái clip này cực quá các bạn ơi. Trong lúc xem video, các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo nha. Giờ bọn mình sẽ cào cái lon ra cho cái nắm nó bung ra. Lấy cái lon này để làm cái lỗ đựng pizza. Sau khi mình cào sát cái lon ra là được sát cái nắp và sát cái lon như thế này nha các bạn. Giờ mình đem vô chổng nha. Các bạn làm mấy cái lon như vậy nè để đánh pizza cho trái pizza lọt vô đây nè các bạn. Lon mình cũng làm xong rồi nè các bạn. Lon mình làm đẹp hơn lon của ông Đại nữa. Anh mời anh coi thử cái coi. Đây. Wow, đúng là đẹp hơn thiệt các bạn ơi. Đây, phía bên trong cái lon. Five minutes later. Đánh pizza cũng cần một khoảng không gian rộng nên bọn mình dỡ cái bàn xuống dưới này nha các bạn. Mấy cái cây này để làm cái thành pizza nè, để cho trái bi không lăn ra ngoài. Tiếp theo là chúng ta gắn cái thành pizza lại nha. Nặng cái giếng sắt vào trong cái lon cho cái lon nó cố định lại.
Các bạn để ý nè, mấy cái thành pizza ở gần mép lon á, mình phải cắt ngay chỗ này nè để cho khi đánh trái bi nó lăn vào. Tương tự như vậy mình sẽ lấy mấy cái lon còn lại gắn vô mấy cái góc nha các bạn. Sau 2 tiếng đồng hồ vừa cắt vừa gắn mấy cái lon này vào cái bàn, team mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Thì như các bạn nhìn thấy đây, rất là đẹp, rất là chỉnh chu luôn. Không có cái dụng cụ để mà mình khui mấy cái lỗ góc bàn, vì thế mà quyết định lấy cái lon và thiết kế như thế này đây, thì trái banh vẫn lăn vào được nha. Bỏ bóng bàn vào trong cái bàn pizza này liền cho anh đi. Giờ anh Vinh đến pizza thử nghiệm nặng coi cái bàn nó có im không nha. Để gắn hai cái cây này lại. Xong rồi đó, được một cây cơ hoàn chỉnh rồi. Lấy bi này đi. Bao này thục trái bi này cho lọt vô đây nè. Bạn thấy trái bi này không? Sau đánh cho lọt vô trong cái lon đó nha. Trời ơi. Anh đánh giả rồi, để em đánh cho. Ừ, bóng nào? Bóng này à. Đánh vô không? Trời ơi, thấy sao gì trời. Không? Mấy trái bi này nó nhẹ quá, đánh không vô, nó tưng dữ lắm. Phải làm sao cho mấy trái bi nó nặng lên, đánh cho nó dễ. Thật sự mà nói thì mấy trái bóng này đúng như là bạn ngáo nó, nó quá nhẹ đi. Cho các bạn nhìn nè, chỉ cần thảy xuống cái là nó tưng lên quá chừng luôn. Cho nên là rất khó để đánh lọt vào lỗ. Hoặc là thậm chí trái bóng này nó có trúng vào lỗ đi chăng nữa, thì chỉ cần va chạm nhẹ thôi nó cũng sẽ văng ra ngoài. Đó, bạn thấy chưa? Vì thế mình sẽ lấy cái kim tiêm, mình tiêm nước vào trong mấy cái quả bóng này cho nó nặng lên. Giờ mình sẽ lấy cây kim tiêm bơm nước vô rồi chích chua quá bóng bàn nha các bạn. Quá trình bơm nước vào bóng nghe các bạn, nãy giờ là nửa tiếng rồi đó. Rất là lâu luôn. Một cái quả bóng gì bơm cả chục cây kim tiêm nó mới vào hết. Bóng này thấy vậy mà nó chứa nhiều nước dữ vậy trời. Cái clip này bọn mình quay 2 ngày đó các bạn, ngày hôm qua ha, quay 4 tiếng vẫn chưa xong mà hôm nay quay tới bây giờ vẫn chưa xong luôn. Sau khi vào nước thì mình sẽ được 4 quả bóng như thế này đây. Giờ mình sẽ thí nghiệm đánh pizza thử nha. Wow. Giờ mình sẽ khoa màu đi vẽ mấy trái bóng này nha các bạn. Tôi quỷ cửa ghê. Được một quả cho nên những quả này mình không có tô nữa, chỉ viết số lên thôi. Cái này số 4 nè các bạn. 4, 5, 6. Tại cái bàn pizza của mình nhỏ nên chơi có 6 số hà. Hả? Cái số này ai tô vậy? Một đống đứa sao bay không làm, bắt tao làm mà giờ chụp chặt mấy đó hồi tao. Có mình chiếc bi đỏ là đẹp à, còn mấy chiếc khác xấu quá. Vậy còn chiếc bi nửa xanh nửa trắng rồi nè, mày tô cũng xấu quá mà mày chê ai. Ôi tô cực khổ, có mình chiếc bi này đẹp thôi, mấy chiếc bi khác ghê quá. Cho Vũ Thanh thí nghiệm cái nha. Học đi Thanh. Học Vũ Thanh. Đánh ngay đây nè Vũ Thanh. Mày đánh pizza giỏi lắm Vũ Thanh. Vô không đây? Coi để coi. Nghe anh Cường ơi. Yeah. Đó. Vô luôn nha các bạn. Vô trái 1 điểm rồi, giờ đánh trái 3 điểm. Canh ngay thục vô à. Hắn tới vô à. Thục rồi, quá dở rồi. Để anh thục cho nè, quay đi Tiểu Ngọc. Anh Vinh đánh trái 6 điểm nha. Đó, vô rồi, vô rồi. Tại cái lon này nó ngắn quá, nó vô rồi nó dội ra. Lụm trái 6 điểm lên đi. Tiếp theo là tới trái này số mấy đó? 4 điểm. Đó. Trời ơi, không vô rồi. Nói chung là bạn pizza là mấy đứa thấy sao hả? Quá đã. Chơi thì dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ tốt bằng cái bàn pizza mà các bạn mướn để mà đi đánh rồi. Nó bàn này mình tự chế mà bạn, sao mà chơi ok được. Nhưng mà chơi tương đối thì được.
Ví dụ như trái này đánh trúng hai trái này được nè, vô gà nè, nè vô nè. Đó, thấy chưa? Quá đẳng cấp. Nào, tiếp nè, tiếp nè. Đó, thấy không? Tao chỉ tương đối thôi. Và cuối cùng thì cái thử thách của mình cũng đã hoàn thành. Và cái lời hứa với các bạn là làm bàn pizza mini cũng đã hoàn thành luôn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi xem video này nha. Và nếu các bạn yêu thích video này thì hãy cho một like, một share, nhấn vào đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Tony TV. Bye bye, bye.